hôm nay nghe thấy mới tỉnh. Không những là bây giờ nếu như mình thua trên bàn mà còn có ói hay không á là một chuyện khác nữa. Em thách thức anh có ói đêm nay và em có đói đêm nay hơi không, nhưng mà anh phải hứa với em một điều là khi mà qua bên Úc anh phải không được nhậu nhẹt. Đó phải để ngày mai uống rượu cộng với anh. Nên nhớ là ngày mai you are not working tomorrow, I'm working tomorrow. Working now, working is not working, it's different. No, why is it different?